Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 8, Nhật Bản đã tổ chức kỷ niệm 79 năm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai với lễ tưởng niệm những người thiệt mạng trong cuộc chiến. Nhật hoàng Naruhito và hoàng hậu Masako cùng thủ tướng Fumio Kishida và thân nhân của những người thiệt mạng đã tham dự buổi lễ. Đúng thời khắc 12 giờ theo giờ địa phương, những người tham dự buổi lễ đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm lễ tưởng niệm được tổ chức không áp dụng các biện pháp hạn chế liên quan dịch COVID-19. Chúng ta hiện đang sống trong hòa bình, nhưng ít ai biết rằng đã có bao nhiêu người đã đổ mạng để có được hòa bình. Hàng năm, tôi đều đến đây để cầu nguyện cho những linh hồn đã siêu thoát. Ông tôi là một chiến binh thiệt mạng trong chiến tranh. Đây là lần đầu tiên tôi đến khu tưởng niệm này. Tại lễ tưởng niệm những người thiệt mạng trong chiến tranh, Nhật Hoàng Naruhito tha thiết hy vọng rằng sự tàn phá của chiến tranh sẽ không bao giờ lặp lại. Đền Yasukuni ở trung tâm Tokyo là nơi thờ 2,5 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Trong số những người được thờ tại ngôi đền này, có những nhân vật bị tòa án quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai kết án phạm tội ác chiến tranh, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh hạng A.